Chúng ta biết Tin Mừng hôm nay, Tin Mừng Matthew kể về các tông đồ đã đi sang bờ bên kia, và Chúa nói các ông sang bờ bên kia, Chúa đi sau, Chúa đi cách khác, giống như có số người đi lễ, con đi trước đi, bố mẹ đi, đi sau. Thì các ông đang là đi thì sóng gió nổi lên, sóng gió bão tố nổi lên, các ông lo lắng sợ hãi. Chúng ta biết rồi, thuyền của các tông đồ là chắc là cái ghe. Thì Chúa hiện đến đứng giữa các ông, Chúa hiện đến đi trên biển đến với các ông. Và cũng trong một đoạn khác, cũng của Tin Mừng nhất là tức là Matthew, Marco, Gioan, chúng ta thấy có lần các tông đồ cũng đang đi trên thuyền, mà kỳ này có Chúa ở trên thuyền. Thì điều gì đã xảy ra? Cũng sóng gió bão cũng xảy ra. Như vậy thì có Chúa cũng có sóng gió bão tố, mà không có Chúa cũng sóng to gió lớn trong cuộc đời. Nhiều khi chúng ta, những người theo Chúa, nghĩ rằng này Chúa, con yêu Chúa như thế, con đi lễ hàng ngày, con cầu nguyện, con khấn hứa, con ăn chay, con làm việc bác ái, sau đời con nhiều sóng gió thế, gia đình con vẫn khổ sở, con vẫn bệnh đây, hay là tại con làm gì mất lòng Chúa chăng? Thưa quý vị, thường thường chúng ta nghĩ rằng nếu tôi tốt lành, tôi thánh thiện, tôi đẹp lòng Chúa, thì cái điều mà tôi cảm nhận được tôi đẹp lòng Chúa phải là tôi không có sóng gió, không có đau khổ. Nhưng mà hình như là ngược lại đó, thưa quý vị. Không, bởi vì trong Kinh Thánh những nhân vật tuyệt vời, những nhân vật gọi là bậc thánh thì đều có sóng gió và sóng thẳng lớn không. Chúng ta biết ông Phêrô hôm nay ông đi đến với Chúa. Chúng ta thấy ông Phêrô rất nổi tiếng là nhút nhát. Ví dụ như chối Chúa 3 lần, nhát quá, sợ khổ, sợ bị bắt vào tù, sợ chết. Chối Chúa 3 lần, tức là chối rất nhiều lần. Hôm nay Chúa nói với ông đi trên biển, cứ việc đi đến với Chúa đi, nếu mà cứ đi thì được. Nhưng mà khi mà vừa đi vừa nhìn Chúa thì đi được, vừa đi được vài bước thì thấy sóng nó nổi lên, lại bắt đầu nhìn sóng, nhìn gió thì lại chìm nữa. Như vậy thì nhút nhát quá cũng tan. Rồi chúng ta nhớ ông Phao-lô. Phao-lô là một người không nhút nhát, nhưng mà dữ dằn. Phao-lô là một người dữ dằn trên con đường đi bắt Chúa, bắt đạo Chúa, bắt những người theo Chúa. Thì ông cũng bị té, nhát quá như Phêrô cũng té, dữ dằn quá như Phao-lô đi bắt đạo, đi làm điều ác cũng té. Rồi bây giờ tôi đưa ra hai người đây thì chúng ta thấy Chúa Giêsu trên đường thương khó của Ngài, Ngài vác thánh giá vì tình yêu, vì vâng theo Cha trên trời, vì tình yêu nhân loại, Ngài vác thánh giá. Có té không? Cũng té rồi. Như vậy thì tốt lành thánh thiện cỡ như Giêsu mà vác thánh giá vì yêu thương, vì đức tin cũng té. Mà nhút nhát như Phêrô được Chúa mời đến, đi đến với Ngài cũng té. Mà hung hăng dữ tợn như Phao-lô đi bắt Chúa cũng té. Nói tóm lại, đời là cuộc đời là té và ngã, cuộc đời là chứa chan sóng gió. Thưa quý anh chị em, nhiều khi chúng ta tự hỏi tại sao điều xấu, tại sao tôi lại bệnh, tại sao tôi lại đau, tại sao tôi lại khổ, tại sao và tại sao. Thưa quý vị, cái câu hỏi đó chúng ta sẽ hỏi mãi. Chỉ có khi nào chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, chỉ có khi nào chúng ta nhìn Chúa Giêsu đi trên biển, và chúng ta tin tưởng và noi gương Phêrô hay đến với Chúa, cuộc đời chúng ta nhiều đau khổ lắm. Thưa quý vị, sóng gió gì? Sóng gió bệnh tật, sóng gió về lo lắng, sóng gió về công ăn việc làm, sóng gió về đời sống gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái, sóng gió vì học hành, sóng gió vì rồi bây giờ tới sóng gió thiên tai, sóng gió vì tai nạn. Đó, chúng ta đi xe đi cộ thế, trong gia đình đấm đụng đôi khi có tai nạn, rồi sóng gió chiến tranh khủng bố. Đó, chúng ta thấy cuộc đời này dù cho chúng ta có là tỷ phú thì chúng ta cũng không thoát được những cái sóng gió của cái kiếp người, đó là
sinh lão bệnh tử và những cái môi trường xung quanh chúng ta có thể ập đến đối với chúng ta. Chúng ta thấy ông nào nổi tiếng trong Kinh Thánh là vua xuống từ đau khổ, Kinh Thánh kêu ước ông nào, ông tên gì? Gió. Bác nói hả? Có gì thử bác nhé. Không, có thử ngay đi. Tí với lại bác nhé. Cứ nhớ đến ông Job, giống như cái chữ, giống như công việc là Job. Thưa quý vị, ông Job là người mà hứng chịu đau khổ khủng khiếp lắm. Rất tốt lành, rất thánh thiện, đi trước nhan Chúa. Ấy thế mà ông chịu đau khổ, chịu thử thách. Nào là mất hết ruộng đồng lúa, rồi mất hết kho trữ, rồi mất hết thú vật. Rồi cuối cùng con mình có mấy đứa, mất luôn, chết luôn. Rồi chính mình, thân xác của mình cũng bị vùi vùi, đau đớn. Thế là ông ngồi trên đống tro đau khổ. Ấy thế mà ông vẫn tin được nơi Chúa. Mặc dù ông tham van trách vã, nhưng ông vẫn đặt niềm tin nơi Chúa. Và cuối cùng ông đã đạt được cái phần thưởng Chúa chúc lành cho ông. Và ông chính là một hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, đấng hứng chịu đau khổ cùng cực, đấng phát thánh giá. Mặc dù ngài té ngã, mặc dù ngài trong đời của ngài đầy sóng gió chung quanh, nhưng mà ngài vẫn một đường đi theo ý Cha trên trời. Cho nên ngài đã vác thánh giá lên đồi Golgotha để trở nên thẩm vấn cứu độ cho chúng ta. Đó thưa quý bà anh chị em. Vì thế cho nên xin chúng ta hãy đừng có nghĩ rằng cứ đau, cứ khổ, cứ có vẻ như là xui xẻo theo nghĩa ở đời thì nghĩa là Chúa không thương, thì nghĩa là mình có tội có lỗi, thì không nghĩa là Chúa phạt. Đừng nghĩ như thế, bởi đó không phải là cái nhìn của Kitô giáo. Chúng ta biết đạo Phật giáo thì nói về cái gì? Diệt khổ, đúng không? Đời là về khổ, điều đó rất đúng, đời là về khổ. Nhưng mà đạo Công giáo, Kitô giáo chúng ta là Chúa từ trời xuống, Chúa không diệt sóng gió đau khổ. Bởi vì nếu mục đích chính của Chúa Giêsu xuống thế diệt đau, diệt khổ, diệt bệnh, diệt báo tố thì chúng ta đã hết khổ rồi. Nhưng mà lý do mục đích chính ngài đến trần gian không phải để diệt đau khổ, nhưng mà để trở thành một cái hình ảnh của một con người đương đầu với đau khổ, để giúp cho chúng ta tất cả mọi người ai cũng phải có đau có khổ, có sóng có gió, nói gương ngài và thánh giá đi theo ngài. Chúng ta nhớ bài phật hôm qua Chúa nói đó, ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, hãy vác thập giá của mình mà theo ta. Có nghĩa là theo Chúa là phải đi vác thánh giá, mà không theo Chúa cũng có thánh giá như thường, bởi vì đời là như thế thôi các bạn chị em. Vì thế xin cho chúng ta ngày hôm nay hãy noi gương ông Phêrô bước đi đến với Chúa. Và cái con đường chúng ta đi đến với Chúa, chúng ta đừng để ý và bị chia chín nhiều quá. Tôi biết rằng nhiều người cứ nói thưa cha con chia chín quá, đi lễ chia chín, tại sao cái chia chín, cứ nhìn ngang nhìn dọc xem người này người nào mặc áo gì, chia chín. Rồi cứ để ý xem hôm nay cái gì đúng cái gì sai, chia chín. Rồi cứ xem hôm nay coi có ai giống mình không, thua mình kém mình, chia chín. Hay là xem hôm nay lại là ngồi chỗ mình không, sao hôm này bà này cô này anh này ngồi chỗ của tôi, chia chín. Đến nhà thờ hay là cầu nguyện hãy hướng về Chúa thì chúng ta sẽ bớt chia chín. Hoặc là trong cuộc đời, ví dụ lái xe, đang lái xe, nhất là lái xe trên freeway xa lộ đó, có cái bạn nào quảng cáo bia thì thèm bia quá, coi chừng tông xe. Hay là có những cái bạn quảng cáo nó hơi gọi là hấp dẫn, mặt này là cái này là người ta nói thiệt, không phải là tôi nói ra. Cái chỗ nào mà có những quảng cáo mà hấp dẫn, cám dỗ thì thường thường chỗ đó nó có tai nạn nhiều hơn. Đó tại vì nhìn vào mấy cái bạn đó thì lái xe sẽ bị tông, bị hút. Hay là những anh lái xe, chúng ta đang lái xe thì gặp cái xe bên cạnh nó đẹp quá, tôi thèm cái xe đó 100 ngàn, lái thì có chừng hút trước. Hay là đang lái xe mà thấy cái cô nào bên cạnh cứ liếc hút. Thưa quý vị, đó là tôi đưa những ví dụ để rồi chúng ta hướng về đời sống tâm linh. Trong cuộc sống tâm linh cũng vậy, cứ nghĩ đến Chúa, cứ bước theo Chúa và nghĩ đến tình yêu của ngài nâng đỡ chúng ta sẽ bước đi